Dạ, xin chào anh chị. Phía bên cạnh của Bảo đây là một xe Hyundai Rony 10 phiên bản số tự động hatchback. Hiện tại trong tháng 10 này, những anh chị nào mình đang quan tâm và dự định mua xe có thể tham khảo giá ở video này. Hiện tại mẫu xe này đang có mức giá niêm yết là 435 triệu đồng và trong tháng 10 này đang được hỗ trợ khuyến mãi hai sự lựa chọn. Một là anh chị giảm trực tiếp tiền mặt 13 triệu đồng. Hai là anh chị có thể là giảm tiền mặt và tặng thêm anh chị một gói phụ kiện 20 triệu đồng, bao gồm có hũ rồng, hũ ceramic, lót sàn 6D cho anh chị mình luôn đó. Thì những anh chị nào mình nếu mình hộ khẩu ở tỉnh Đồng Tháp thì chi phí bỏ ga lăn bánh ở mẫu xe này tổng khoảng tầm là 470 triệu đồng. Còn đối với anh chị mình nếu mà chúng ta thông qua ngân hàng để sở hữu con xe này thì chúng ta chỉ cần trả trước cho bên em chỉ từ khoảng 120 triệu đồng thôi là chúng ta đã sở hữu mẫu xe Hyundai Rony 10 này rồi. Đó, thì tiếp theo ở phần thứ hai Bảo sẽ giới thiệu cho anh chị sơ về những tính năng nổi bật và những cái option của dòng tự động này như thế nào và trang thiết bị bên trong bên ngoài sẽ ra sao. Mời anh chị cùng Bảo theo dõi tiếp ở phần video ở phía sau nhé. Dạ rồi, đây là cái vị trí phía bên ngoài ngoại thất của mẫu xe Hyundai Rony 10 phiên bản số tự động hatchback anh chị. Thì ở phần phía trước đầu xe nè, chúng ta sẽ được trang bị một số hệ thống đèn, em sẽ giới thiệu sơ cho anh chị cùng biết ha. Thì ở vị trí đèn đầu tiên đó là vị trí đèn cốt pha. Thì ở vị trí đèn cốt pha chúng ta sẽ được trang bị hệ thống đèn dạng halogen và ánh sáng sẽ là ánh sáng màu vàng ha anh chị. Thì đặc điểm của ánh sáng màu vàng này, nếu mà anh chị đi vào những cái thời điểm mà trời sương mù thì lợi thế của ánh sáng màu vàng này nó sẽ nổi bật hơn so với vị trí đèn led ha. Rồi ở giữa nè, chúng ta sẽ được trang bị cái hệ thống đèn định vị led ban ngày đây ở phía hai bên mặt cái lăng nè. Đó, đã là trang bị hệ thống đèn định vị led ban ngày. Còn ở phía dưới cùng thì anh chị sẽ trang bị hệ thống đèn gầm đèn sương mù dạng bóng dạng projector ha anh chị. Đó. Rồi tiếp theo nè, một số điểm bên ngoài em sẽ giới thiệu thêm cho anh chị. Ở bên ngoài thì chúng ta sẽ được trang bị hệ thống đèn xi nhan tích hợp trên gương ở vị trí này. Đó, ngoài cái việc thiết kế thẩm mỹ nó tăng độ thẩm mỹ cao nè, thứ hai nè khi mà anh chị đi chúng ta có rẽ chuyển hướng á thì cái đèn xi nhan tích hợp trên gương này sẽ giúp cho cái người mà phía sau hoặc phía trước chúng ta sẽ nhìn được rõ ràng hơn và giúp chúng ta khi chúng ta quẹo trái và phải á nó an toàn hơn. Rồi một số khiêm là em anh chị cùng xem ha. Thì đây là cái vị trí phần mâm xe. Xe của chúng ta nếu mà ở phiên bản số tự động thì anh chị sẽ được trang bị hệ thống mâm với kích thước sẽ là 15 inch và hệ thống phanh sẽ là phần trước sẽ là phanh đĩa và ở phía sau là tang chống ha anh chị. Còn đây là cái vị trí tay nắm cửa. Tay nắm cửa chúng ta sẽ là tay nắm cửa trang bị tay nắm cửa mạ chrome và thêm cái nút bấm thông minh tích hợp trên tay nắm cửa. Rồi tiếp theo em sẽ cho anh chị cùng xem cái vị trí ở phần phía cốp xe như thế nào ha. Dạ đây là cái vị trí phần cốp xe thì chúng ta sẽ được trang bị đầy đủ những cái trang thiết bị an toàn cơ bản như là cái camera lùi, vị trí cảm biến phía sau nè, đó chúng ta đều được trang bị ha. Vị trí mở cốp chúng ta sẽ nằm ở vị trí này, anh chị mở cốp lên. Mặc dù là mẫu xe hatchback nhưng chúng ta vẫn được trang bị phần cốp phía sau ha. Thì anh chị có thể để đồ từ khoảng là 2 đến 3 vali vẫn được anh chị. Rồi còn dưới đây thì chúng ta sẽ có một cái vị trí để bộ mâm lốp dự phòng và bánh sơ cua dưới đây và bộ đồ nghề theo xe dưới đây thế này ha. Đó. Ok thì xe của mình là mẫu xe hatchback cho nên là chúng ta có thể gặp cái vị trí ghế ngồi 6 phần tư được ha anh chị. Đây em sẽ gặp cho anh chị xem ha. Thì cái vị trí này nó sẽ thông với cái cốp luôn nha. Em một tay nên hơi khó thao tác anh chị. Đây. Đây. Đó, chúng ta sẽ cặp bằng từ vị trí phần cốp so với vị trí ở phần phía ghế ngồi. Ở phần trước chúng ta sẽ gặp xuống bằng luôn được nha anh chị. Đây, để em coi chị xem. Em thao tác có một tay cho nên nó hơi khó. Ok. Rồi. Đó. Thì chúng ta có thể gặp xuống mà chúng ta nếu mà chúng ta y ít người á thì chúng ta có thể để đồ một cách tiện lợi và dễ dàng ha. Đây vị trí ở trước là sau ha anh chị. Rồi ok tiếp theo em sẽ quay cái vị trí ở khoang hành khách khi mà em ngồi vào nó sẽ như thế nào
cho anh chị mình cùng xem ha. Rồi trước tiên mà ngồi á thì em chắc em phải kéo cái vị trí ghế cho nó lên cao lại để mọi người dễ dàng hơn ha. Ok, thì đây là cái vị trí khoang nội thất phía sau xe. Em sẽ cho anh chị cùng xem ha. Đây, em quay vị trí này anh chị nhìn thấy rõ ràng hơn ha. Rồi, em sẽ bật lên cái ghế lên. Đó. Thì xe của chúng ta mặc dù là mẫu xe phân khúc hạng A nhưng em ngồi vào cái cảm giác cũng rất là thoải mái nè. Thứ nhất là cái phần chỗ cái để chân của em nè, đó nó rất là tiện, nó rất là rộng, dư khoảng tầm khoảng 10 cm nữa đó. Còn cái phần đầu nè, em với chiều cao khoảng tầm 1m75 đó, nhưng mà em khi mà em ngồi thoải mái luôn thì vẫn không có đụng cái đầu em, cho nên là ở xe mẫu phân khúc hạng A nhưng cái độ rộng rãi thì anh chị hỏi bàn. Hiện tại mẫu IM là một mẫu xe phân khúc nằm trong phân khúc A, là mẫu xe rộng rãi nhất đó, cho nên anh chị yên tâm về độ rộng rãi của chiếc xe ha. Xe chúng ta sẽ được trang bị hệ thống bộ là ghế da nha anh chị. Ngoài ra là chúng ta sẽ được thêm cái trang bị cái hệ thống cửa gió sau để giúp cho người ngồi sau khi mà chúng ta di chuyển đó, có hệ thống dàn lạnh sau nó sẽ tiện lợi hơn đó. Ngoài ra là có vị trí cổng sạc USB luôn cho mình, giúp cho anh chị mà khi chúng ta ngồi sau chúng ta vẫn có thể sạc điện thoại được nè, cửa gió sau nè, đó điều chỉnh đằng lạnh sau được nè, đó rất là nhiều cái tính năng tiện lợi giúp cho anh chị mình khi mà chúng ta sử dụng. Rồi ok, tiếp theo là ở phần phía trước xe, ở phía bên trong xe chúng ta sẽ có trang bị một số cái tính năng nào và ra sao, em sẽ cùng anh chị xem. Ok, thì đây là cái vị trí phía bên trong khoang nội thất của mẫu xe Hyundai Ioniq 10. Thì xe của chúng ta để khởi động xe thì xe sẽ được trang bị hệ thống Smart Key, thì chìa khóa thông minh. Thì anh chị chỉ cần đem cái chìa khóa vào bên trong khoang nội thất chiếc xe và chúng ta đạp thắng và bấm vào nút khởi động Start Up, đó rất là tiện lợi hiện đại. Đó chúng ta sẽ có khởi động chiếc xe mình lên. Đó thì bên trong chiếc xe này chúng ta sẽ được trang bị những cái tính năng an toàn cơ bản như là cân bằng điện tử nè. Thứ hai là có thêm trang bị cảm biến áp suất lốp cho anh chị luôn. Ngoài ra là trên xe mẫu Y10 mới này so với những mẫu cũ trước á, thì chúng ta sẽ được trang bị thêm tính năng giữ chân ga tự động nữa, luôn cần cho anh chị, thích hợp cho chúng ta như đứng đường cao tốc và giữ luôn cái tốc độ, cho chúng ta biết được kiểm soát tốc độ nó ở mức nào đó, một tính năng rất là hay. Rồi tiếp theo nè, ở phần màn hình xe thì chúng ta sẽ được trang bị hệ thống bản đồ miễn phí, không cần chúng ta kết nối 3G hay mạng gì hết mà chúng ta vẫn có thể là tìm đường đến khu vực mình mong muốn. Và thứ hai là trên cái cung đường đó, nếu chúng ta hiển thị cái tốc độ đường là bao nhiêu, nếu chúng ta chạy quá tốc độ thì cái cung đường, cái bản đồ màn hình sẽ báo cho chúng ta là chúng ta đang chạy quá tốc độ, một cái tính năng rất là hay trên bản đồ của dòng Hyundai, riêng đặc biệt ở dòng xe Hyundai mới có anh chị đó. Rồi ngoài ra thì những khu vực bên đây thì là những cái khu vực cơ bản của anh chị, chắc anh nghĩ anh chị cũng đã biết rồi. Thì việc vị trí điều chỉnh máy lạnh nè, cửa gió nè và điều chỉnh tần số thì em nghĩ anh chị cũng đã tìm hiểu nhiều rồi ha. Thì em sẽ thử vào vị trí camera lùi cho anh chị xem nó như thế nào, độ sắc nét ra sao. Đây, ê chết rồi, em lỡ chưa đóng phần vị trí cốp cho nên nó hơi chỉnh lên trời ha. Thì thôi để em đóng cái cốp xuống cho anh chị, rồi anh chị xem cho nó rõ ha. Ok, thì đây là cái camera lùi, em sẽ vào lại cho anh chị vị trí cho anh chị xem ha. Đó, khi mà chúng ta vào vị trí camera lùi thì có trang bị thêm cái cảm biến lùi nữa. Thì khi mà anh chị gần cái vị trí vật cản á thì nó sẽ báo tít 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 ha. Nếu càng gần nữa thì nó sẽ báo nhanh hơn ha. Đó. Đó, nếu mà em càng gần hơn thì nó sẽ báo nhanh hơn, tít 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 cho anh chị ha. Một cái tính năng hỗ trợ cơ bản nhưng mà nó rất cần thiết cho những dòng xe đó ha anh chị. Rồi ok, đó là những cái tính năng cơ bản bên trong và bên ngoài chiếc xe em vừa giới thiệu với anh chị. Nếu anh chị nào mình đang quan tâm mà muốn tìm hiểu kỹ hơn thì có thể xem lại những cái clip trước của Bảo. Bảo sẽ có một cái clip hướng dẫn về sử dụng xe và trang thiết bị trên xe đầy đủ nhất hơn. Thì cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Nếu anh chị nào đang thích mẫu xe này, muốn lái thử và xem xe trực tiếp thì có thể liên hệ Bảo, để Bảo sẽ hỗ trợ và tư vấn có giá cho anh chị ha. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Nếu theo video này hay và hữu ích, nhờ anh chị đăng ký ủng hộ kênh giúp em ha. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị vào những video tiếp theo tại những dòng xe của dòng Hyundai Ioniq 10 ha.
hợp chạy xe bước.